vọng vào niềm tin ngày mai, mái ấm gia đình. Và bạn có hay, tôi cũng có một giấc mơ là mang hơi ấm đến những ai đang lẻ cảm xúc ngày hôm nay với phần thể hiện của chính tác giả và hơn 50 em trẻ em đến từ 15 mái ấm nhà mở tại thành phố Hồ Chí Minh.